Đây là mảnh vườn canh tái hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang sẽ quay giới thiệu cho anh chị mình đây. Đó, tên mình có dừa rồi nha, cũng đang có trái luôn, bên đó dừa cũng đang cho trái, có xoài, có mít, có vú sữa rồi nữa. Đường mình là đường ô tô nha anh chị. Đó, trước tiên để mình xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo trước nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem á, đây là hướng đi thông ra đường huyện lộ 34. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới huyện lộ 34 chỉ có 150m thôi nha anh chị, sát bên à. Nhưng mà ngay đó anh chị vì một cái cua nha anh chị, nó mình ẹo qua đó, ẹo qua bên kia thì mới tới huyện lộ 34. Ra đó anh chị rẽ một hướng là vừa ủy ban dân xã Long Hưng. Đó là ngay đó là huyện lộ 35 nha anh chị. Nói chung mình giáp ranh hai đường huyện á. Ủy ban dân xã Long Hưng thì đâu đó tầm khoảng chừng đây ra đó chừng 1km ta lại à. Còn hướng ngược lại là anh chị đi thông về quốc lộ 1A nha, ra huyện lộ 34, một hướng đi thông về quốc lộ 1A, một hướng đi thông về huyện lộ 35 về ngay chỗ ủy ban dân xã Long Hưng. Ở đây thì anh chị cũng thấy rồi, điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn nè. Đó anh chị nhìn ta thấy rồi ha. Ngay đây thì cũng có nhà dân người ta ở cũng rất là nhiều, bên đó thì cũng có nhà dân ở nữa. Nó còn cái hướng ngược lại nè, đây là cũng là đường thông, đây là anh chị đi thông xuống dưới đó ẹo qua đó ra bên kia, rồi mình ẹo qua cái nữa là tới huyện lộ 35 luôn. Tức là đường này thì mình giáp mí giữa 34 và 35 nha anh chị, giáp mí hai đường huyện. Còn cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay thì cái mảnh đất này nè, nó có hàng rào luôn nha anh chị. Tính từ mí này nè nha anh chị, mình đo qua tới ngay chỗ mí bên đây, ngay mí cây dừa của mình luôn nè. Cây dừa này thuộc của mình nha. Nó tới ngay cái cây mí bên đây là 10m. Đó, 10m đi sâu xuống là 50m nha anh chị. Cho nên nó có tổng diện tích là 500m2. Cây lâu năm, chưa có thổ cư. Đó, còn phần nữa thì bên kia qua bên kia là 10m nữa của hai anh em. Đó, ông già mua tặng cho. Rồi bây giờ ông em này ổng kẹt. Rồi giờ ổng phải bán cái phần của ổng. Cho nên là chính giữa mình thì chưa có cái hàng rào lưới biển nuôi nha. Tức là cái mảnh này em nói cho anh chị hiểu nè, mảnh này là 1000m2. Nó cha mua cho hai người con á, mà bây giờ có một cái ông em muốn đang bị kẹt, cho nên ông bán cái phần này, cho nên cái phần này nó có sổ riêng rồi. Đó, phần này là 500m2. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình nè. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng đông, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới trung tâm thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 21 phút, khoảng cách là 13 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 29 phút, khoảng cách là 66 km. Đó là vừa gọi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong luôn. Tức là em nói lại cho anh chị mình dễ hiểu này nha. Mảnh này là 1000m2. Là ông bác ông mua ông cho hai người con, nhưng mà trong đây có một người con, tức là có hai cái sổ rồi, sau này về để cất nhà. Nhưng mà cái ông em này á, ông đang nói chung ông đang bị túng thiếu cái gì đó. Rồi bây giờ ông nhờ tụi em đến quay để giới thiệu lên cho anh chị mình cái mảnh đất 500m2 này để bán, là mình có sổ riêng rồi nha. Trong đây thì mình có vú sữa nè, rồi có xoài, có nhiều loại cây ăn trái luôn. Thì giá ảnh mong muốn ra được cái miếng này á là chỉ có 850 triệu thôi. Đó, nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này, được anh chị gặp chủ để thương lượng thêm với chủ anh chị mua nha. Thì cuộc sống thì đôi khi người dạy người khác nha. Mua thì cho nó muốn làm gì làm, cất nhà không cất nhà thì giờ ông bán thì ông bác ông cũng phải chịu thôi, cho rồi mà. Đây thì có vú sữa nè, rồi đây thì có xoài nè. Thì tính là tính về đây cất cái nhà ở đây. Đó, nhìn về phía trước đó ha, hướng mặt tiền hướng đông là rất đẹp rồi. Rồi phía sau thì cũng phải có cái đìa để ao để sinh hoạt. Đó, đây là cái ao nè. Rồi phía sau mình nữa thì mình cũng có cái con gạch để thoát nước luôn. Đây cái ao mình thì chỉ có một cái ao này thôi. Giống như ở đây ta lấy cái ao này lên
ta gãi đất đều qua bên đây hết. Rồi ao này thì để nuôi cá. Ra tới đó còn có mấy gào luôn nha. Qua đó có mấy trụ ngay giữa luôn nha. Đến cho anh chị mình xem. Đó, bên đó thì có mấy ngôi mộ nha anh chị. Hướng đông thì mộ mình nằm xuôi theo kiểu vậy luôn. Mộ bên đất ta nha. Phía sau mình có ngôi mộ luôn. Ở bên đó ngồi nữa, hai ngồi, bốn ngôi mộ nha anh chị. Xung quanh là bốn ngôi mộ. Đây, chia cho anh em đây. Đó, đây, ngay đây ha, là cái tủ ganh. Còn đây thì có vú sữa. Đó, hàng gạo ganh giới đâu rõ ràng hết rồi nè. Đó, anh chị mình nhìn thấy đây ha. Đây, nhìn về phía trước đường ô tô của mình kìa. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị gặp chủ thương lượng để mua nha. Và em nói gần là cái mảnh này nữa mua thì phải có làm gạo ngang này nha. Tại cái miếng bên đây thì cái ông anh không bán, còn bên đây thì ông em không bán, còn bên đây là không có bán. Thì anh chị nào quan tâm tới mảnh đất này thì kết bạn Zalo với em đi, rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Mảnh này nó tới 1000 m² mà chủ ông em chỉ bán 500 rồi nha anh chị, còn mảnh bên kia thì ông anh không cất nhà. Xung quanh thì nhà cửa người ta cũng rất đông nha. Đó, đây thì đất mình thì nói chung là cao ráo sạch đẹp, không màu mỡ. Chỉ có xung quanh là có, nhưng hàng xóm của mình thì cũng rất là nhiều nha. Bên đây nữa. Được cái mình ra huyện lộ 34 rất là gần. Thôi em cũng lên nhanh clip này cho anh chị mình xem. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này liên hệ cho em nha. Giá là 850 triệu, tổng diện tích là 500 m², ngang 10 sâu vào 50 nha anh chị. Cũng rất là đẹp luôn, hình chữ nhật.